của tông đồ Phêrô để nhắc nhở cho chúng ta rằng sự nương náu thực sự của chúng ta là niềm tin tưởng vào Thiên Chúa tình yêu. Niềm tin tưởng ấy xua tan mọi nỗi sợ hãi và làm cho chúng ta thoát khỏi mọi thứ nô lệ và cám dỗ của thế gian. Chúng ta hãy nhìn vào gương của Thánh Phêrô tông đồ để tự chất vấn, xét mình xem chúng ta tin tưởng vào quyền năng của Chúa như thế nào. Khi trả lời Chúa để bày tỏ tình yêu mến của mình là chính lúc Thánh Phêrô đã tìm lại được niềm tin tưởng khi Chúa Giêsu bảo ông ba lần: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy." Nhưng điều mà chúng ta cần quan tâm hết là cũng là điều quan trọng nhất. Khi thánh nhân phải tuyên xưng của tình yêu của mình với Thầy Giêsu ba lần để sửa lại lỗi lầm ông đã từng chối Ngài ba lần trong đêm khổ nạn. Chính lúc đó, phải chăng thánh nhân vẫn còn cảm thấy lòng mình cháy bỏng một vết thương của sự lầm lỗi khiếm khuyết đã gây ra cho Chúa trong đêm ông phản bội Ngài? Bây giờ khi nghe lời Chúa hỏi ông: "Con có yêu mến Thầy hơn những anh em này không?" Dù Phêrô rất buồn, nhưng giờ đây ông không còn dựa vào bản thân hay sức riêng của mình nữa. Nhưng giờ đây tâm hồn của ông, con người của ông dựa vào Chúa Giêsu và lòng thương xót của Ngài. Cho nên ông đã thốt lên một lời tuyên xưng đầy khiêm tốn: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy." Chắc chắn lúc này nỗi sợ hãi, sự bất an và sự nhát đảm đã tan biến. Thay vào đó chính là sự hối hận, lòng tin tưởng phó thác vào quyền năng tình thương và sự tha thứ của Đức Giêsu Kitô. Chính lúc đó Thánh Phêrô đã cảm nghiệm rằng lòng trung tín của Thiên Chúa lớn hơn những bất trung của con người gây ra. Và hơn thế nữa, lòng trung tín của tình yêu thương của Thiên Chúa mạnh hơn những sự khước từ trong cuộc sống của chúng ta. Chính lúc đó Thánh Phêrô nhận ra rằng lòng trung tín của Chúa đã xua tan nỗi sợ hãi, và con người chúng ta đã cảm nhận sự bao dung, lòng thương xót và nghị lực để có thể canh tân cuộc đời mình, trái tim mình trong Đức Giêsu Kitô phục sinh. Ngày hôm nay khi lắng nghe lại lời Chúa, phải chăng Chúa Giêsu đang đặt câu hỏi với mỗi người chúng ta hôm nay: "Con có yêu mến Thầy không?" Câu hỏi của Chúa với mỗi người chúng ta càng đặc biệt hơn khi người biết nỗi sợ hãi và vất vả trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt đang trong cơn thử thách của cơn đại dịch COVID-19. Cơn đại dịch đang hoành hành trên thế giới và ngay tại Việt Nam, và đặc biệt ngay chính giáo phận của chúng ta, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và những tỉnh khác trong đất nước. Khi Chúa đối diện với lời của Chúa vang lên như vậy, chúng ta cũng lúng túng. Chúng ta chỉ có thể học được ở nơi Thánh Phêrô là hãy tin tưởng vào Chúa, Đấng biết mọi sự về chúng ta. Đấng tin chúng ta không phải vì chúng ta trung thành với Ngài, nhưng là tình yêu của Chúa chính là lòng trung thành của Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa không bỏ rơi con người, không bỏ rơi chúng ta, và tình yêu của Ngài mạnh hơn tất cả. Thiên Chúa luôn trung tín, và lòng trung tín của Thiên Chúa không ngừng đoan chắc với chúng ta rằng với tất cả mọi thành phần trong giáo hội, vượt lên trên công trạng và sự đóng góp của chúng ta là nguồn mạch của lòng tin tưởng và bình an mà Ngài trao ban. Chính tình yêu của Chúa Giêsu
đã là sức mạnh đủ cho Thánh Phêrô và giáo hội thế nào, thì chính chúng ta cũng được khẳng định một điều: chúng ta đừng phung phí thời gian vào những vấn đề hay những cuộc chuyện trò vô bổ, hoặc là những cám dỗ của quyền lực trong cuộc sống hôm nay. Đừng dừng lại ở những điều phụ thuộc, đừng quá sợ hãi những biến cố đang xảy ra trong cuộc đời chúng ta, nhưng hãy nhìn vào những điều chính yếu để tin tưởng, để phó thác và tiếp tục đi theo Thầy Giê-xu. Hãy đi theo Chúa Giê-xu còn dù còn đó biết bao khó khăn thử thách. Hãy đi theo Chúa Giê-xu khi lắng nghe lời của Ngài, để cùng suy ngẫm, để sống, để thực thi và loan báo tin mừng tình yêu của Ngài cho cuộc đời của mình và cho anh chị em. Hãy đi theo Thầy Giê-xu để làm chứng rằng cuộc sống luôn luôn là lời mời gọi với kèm theo ân sủng của bí tích rửa tội cũng như các bí tích mà chúng ta lãnh nhận. Hãy bước theo Thầy Giê-xu để chỉ cho những người khác mà chúng ta đang sống bên cạnh trong nỗi vất vả cuộc đời một niềm tin mạnh hơn sự chết, một niềm tin vượt qua những biến cố cuộc đời ngay trong cơn khủng hoảng của đại dịch COVID-19 này. Ngày hôm nay, giáo hội mừng vị Thánh Giáo Hoàng Pio X. Ngài tên là Giuseppe Sarto, sinh năm 1835 tại làng Riese, miền Venice, nước Ý. Lược sử Thánh Pio X là một người rất thông minh, cần mẫn và sáng trí, xuất thân từ một gia đình bình dân sinh sống tại miền Nam, miền Bắc nước Ý, là con trai thứ hai trong gia đình gồm 12 anh chị em. Thân phụ Ngài là một nông dân nghèo, đồng thời kiêm thêm nghề đưa thư. Mẹ Ngài là một thợ may quần áo phụ nữ. Ngay khi còn nhỏ, cũng giống như cha mẹ, Ngài rất đạo đức và luôn ước mơ để được làm linh mục của Chúa. Chương trình của Thiên Chúa thật kỳ diệu. Thiên Chúa đã an bài mọi sự để từ khởi đầu của ước mơ mà Ngài đã trở thành linh mục, sau này làm giám mục, tổng giám mục, hồng y, và cuối cùng được bầu chọn là giáo hoàng của Hội Thánh Công giáo thế kỷ 20 này. Năm 1903 cũng là khởi đầu của thế kỷ 20, khi được chọn làm giáo hoàng, năm đó Ngài 68 tuổi. Ngay từ đầu, Đức Giáo Hoàng Pio X đã quan tâm cách đặc biệt đến chương trình mục vụ trong giáo hội. Ngài tìm cách quân bình giữa thế giới tân tiến và truyền thống Kitô giáo. Nhưng trước hết, Ngài chăm lo đến việc canh tân nội bộ giáo hội. Thiên Chúa gọi Ngài về ngày 20 tháng 8 năm 1914, lúc Ngài 79 tuổi. Thật khó có thể kể ra đây hết những việc mà Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X đã làm trong 11 năm giáo hoàng cũng như trong cuộc đời của Ngài. Tuy nhiên, sau khi lược sử lại cuộc đời của Thánh Giáo Hoàng cũng có thể rút ra một vài bài học cho chúng ta. Trước hết, Ngài sống trong một gia đình đạo đức và chính Ngài cũng rất yêu quý gia đình của mình. Chính gia đình đã làm nên một người con thánh thiện cho giáo hội. Lịch sử còn ghi lại, tuy gia đình Ngài không đến nỗi bần cùng túng quẫn, nhưng được xếp vào hạng gia đình nghèo khó. Cha Ngài là ông Joan Baptiste Sarto, mẹ là Margarita Sanson. Bản thân người cha làm nghề chạy giấy cũng như lại đưa thư cũng như làm nghề nông. Vì gia đình túng thiếu, bà Margarita vừa phải lo việc nội trợ, vừa đan lát khâu thuê kiếm ít tiền sinh sống. Bà rất mực đạo đức, nuôi dạy các con theo đúng tinh thần đạo Công giáo. Chính tay bà đã tạo nên vị giáo hoàng cương quyết và thánh thiện sau này. Người đàn bà nhà quê ấy thật đáng là gương mẫu cho mọi người, với những đức tính nhẫn nại, hy sinh, khiêm nhường. Người ta kể lại, khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Mantua, một hôm Ngài về thăm mẹ, hai mẹ con ngồi nói chuyện khá lâu, rồi Ngài khoe người mẹ chiếc nhẫn giám mục của mình: "Mẹ xem này,
chức nhẫn giám mục mới của con đây. Mẹ ngài mỉm cười chìa bàn tay khô già cho tới chiếc nhẫn cưới bình dị của mình và nói: Con ơi, nếu không có chiếc nhẫn nghèo nàn này của mẹ đây thì chẳng có chiếc nhẫn ấy đâu. Tư tưởng thứ hai, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X là một người chu toàn bổn phận của mình theo khẩu hiệu đã chọn: canh tân mọi sự trong Chúa Kitô. Với lòng đơn sơ, đời sống thanh bần và can đảm, cùng với những đức tính, với sự nhiệt thành của vị mục tử của Hội Thánh, ngài đã giúp các tín hữu, đặc biệt là các linh mục, sống đạo nhiệt thành và đối phó với những sai lầm đang lan tràn trong Hội Thánh hồi đó. Ngài cũng là vị giáo hoàng cho các trẻ em có thể rước lễ từ khi lên 7 tuổi, vì ngài luôn tôn kính bí tích thánh thể và mong cho trẻ em sớm đón nhận bí tích tình yêu này. Trong lịch sử giáo hội Công giáo Roma, Đức Giáo Hoàng Pio X là một trong những vị giáo hoàng vĩ đại đã canh tân giáo hội nhiều nhất. Ngày hôm nay, đối diện với lời của Chúa, chúng ta cũng xin cho mỗi người chúng ta bằng đức tin và tình yêu mến Chúa luôn cảm nhận được tình yêu hiến dâng đến tận cùng của Chúa Giêsu đối với mỗi người chúng ta. Chính tình yêu này thôi thúc và giúp chúng ta sống ơn gọi Kitô hữu trong tin tưởng, yêu mến, phụng thờ và trở nên chứng tá cho tin mừng tình yêu của Chúa trong mỗi phút giây của cuộc sống mỗi ngày, đặc biệt trong những lúc khó khăn, khủng hoảng của cuộc sống hay ở ngay trong giữa cơn đại dịch COVID-19. Để chúng ta có thể noi gương Thánh Giáo Hoàng Pio X và chính chúng ta nữa có thể cất lên lời cam kết tình yêu với Chúa Giêsu trong mọi biến cố cuộc đời của chúng ta: Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Nguyện chúc tình yêu và lòng thương xót của Chúa luôn ban muôn ơn lành cho cộng đoàn phục vụ hôm nay với sức khỏe, nghị lực, bình an và niềm vui. Amen.